đã sai từ lúc đầu. Và bài này cũng sẽ hát với một giọng ca có nghĩa là mọi người rất là thích và rất là trông chờ. Bây giờ xin mời một lái ca khúc này nha. nên Tuấn hát nổi nữa là sai lầm. Hôm nay rất là vui vì được gặp lại Tuấn ở đây, và mọi người biết ông Tuấn là từ ngày hôm qua là Quân phải gọi là đi kiếm nó, tại vì nó rất là ham chơi. Mọi người mỗi lần đi chơi này đâu mất tiêu thì cũng thấy luôn, để hôm nay có mặt ở đây với hát với tất cả mọi người. Hy vọng mọi người sẽ lớn ủng hộ cho Bùi Anh Tuấn được không ạ? Dạ. Cảm ơn rất nhiều, chào Bùi Tuấn ạ, xin chào mọi người, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn nhạc ạ. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép em được gửi lời chào. Rất là vui khi mà hôm nay em được có mặt ở đây trong buổi tối ngày hôm nay. Là một buổi tối đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Và trước khi mà bắt đầu bài hát tiếp theo thì em sẽ chỉ xin được nói một điều mà em nghĩ là có lẽ là cũng không biết là do là em nghĩ là chắc chắn phải có một cái sự duyên gì đấy nên là mình có cái sự trùng hợp này khi mà hôm nay là cái ngày kỷ niệm 10 năm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường là khi mà đã tham gia vào nghệ thuật, và em năm nay cũng năm thứ 10 và cũng định làm một cái kỷ niệm 10 năm, nên là em nghĩ là đấy cũng là một cái duyên gì đấy nhất định của hai anh em. Và đã nói đến duyên của hai anh em nhất định thì như thế thì chắc chắn là phải nói đến một bài hát mà hai anh em đã được kết hợp với nhau như là một cái dấu ấn. Thì sau đây sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, bài hát mang tên Đường Ngay Để Đi. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. xin cảm ơn quý vị rất nhiều và một tràng vỗ tay thật lớn cho ban nhạc của anh Hoàng Nhã và nhóm về Canillac được không ạ? Tôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài hát tiếp theo em lại xin phép được dành tặng đến tất cả mọi người sẽ là một bài hát mà em nghĩ là em đã tìm ra được một cách để giới thiệu vui vui thôi về bài hát này. Thì chúng ta cũng vừa mới bước vào tháng tư và ở trong bài hát này thì lại nói vô tình để nói đến các tháng ở trong năm. Nên là ở trong bài hát này thì lại có tháng tư, nên là em nghĩ là hôm nay làm gì có nghệ sĩ nào mà có được bài hát mà có tháng tư như em đâu, đúng không? Chỉ có mình em mới có bài này được hát rồi. Nên sau đây sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường rap mang tên Tháng Mấy Em Nhớ Anh. Xin mời mọi người. Một lần xa là bao Anh Tuấn rất là nhiều với cái ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh, là một sản phẩm âm nhạc được thể hiện cũng rất thành công trước đó từ nghệ sĩ Hà Anh Tuấn. Và lúc này thì chắc là anh Bùi Anh Tuấn vì lâu rồi mới gặp gỡ tất cả các quý vị khán giả cũng như là các bạn fans của mình. Ánh đèn rất là sáng ở góc đằng kia. Vậy thì anh có thể gửi tới một cái lời hứa hẹn nào đó trong thời gian sắp tới rằng mình sẽ chăm chỉ gặp gỡ quý vị khán giả hơn được không? Vừa nãy khi mà gặp ở trong, khi mà Tuấn với cả Thu gặp nhau ở trong thì hai anh em cũng đã đứng và Thu cũng đã dặn Tuấn rồi là anh phải chịu khó trở lại đi, anh phải chịu khó đi hát đi, xong rồi bây giờ ra đây xong rồi lại nhờ mọi người luôn thì em làm sao giờ dám từ chối. Nên là chắc chắn là sẽ trong trường hợp trong thời gian sắp tới thì sẽ cố gắng để mà ổn định mình hơn về tất cả mọi thứ để mà có thể ở bên cạnh mọi người và dành tặng mọi người nhiều hơn tất cả mọi thứ mà mình có thể, và Tuấn sẽ cố gắng hết sức, chỉ biết là nói như vậy thôi ạ. Dạ vâng, camera nhớ ghi âm lại ạ. Dạ vâng, nhớ ghi lại hết tất cả các bạn fan ơi. Cảm ơn Tuấn rất nhiều và tôi chúc cho bạn trong cái sự nghiệp âm nhạc của những năm tiếp theo chúng ta sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Cảm ơn anh. Dạ. Em cảm ơn anh, cảm ơn Thu. Dạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Em cảm ơn ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Và quý vị thân mến, ngay lúc này thì chắc chắn là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nghệ sĩ cuối cùng xuất hiện trong poster ngày hôm nay.